Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, tại quán cà phê phim ở số 213 đường Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội, đã xảy ra một sự việc hết sức nghiêm trọng. Nhiều cô gái đã bị xâm hại thông qua chiêu lừa hẹn hò qua mạng. Hiện công an quận Thanh Xuân đang phát đi thông báo truy tìm các nạn nhân trong vụ án. Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra xác định Phùng Văn Phương, 21 tuổi, quê thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ứng dụng hẹn hò Tinder, Instagram với tên Nhật Phương tên Zalo là V Phương. Sau đó đối tượng này nhắn tin tán tỉnh, hẹn hò với các cô gái, rồi dẫn dụ con mồi đến quán cà phê phim ở địa điểm số 213 đường Vũ Tông Phan, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân để thực hiện hành vi dở trò đối bại với nạn nhân. Quá trình thực hiện hành vi xấu xa của mình, Phương còn quay video, chụp ảnh các bị hại, rồi đăng tải, gửi vào các nhóm cá nhân trên ứng dụng Telegram, gây ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm các nạn nhân. Công an quận Thanh Xuân thông báo ai là bị hại của Phùng Văn Phương, đề nghị liên hệ với đội điều tra tổng hợp quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hoặc cán bộ thụ lý Nguyễn Hoàng Dũng để được giải quyết. Làm quen qua mạng rồi hẹn hò yêu đương đang là xu hướng của thời buổi công nghệ phát triển, thế nhưng đã có nhiều hệ lụy khôn lường từ các mối quan hệ tình cảm qua mạng xã hội. Những câu chuyện đau lòng từ lừa tiền đến lừa tình, thậm chí là xảy ra án mạng từ việc quen biết qua mạng hẹn hò online. Mới đây, sự việc cô gái bị sát hại, giấu trong vali ở Vũng Tàu gây rúng động dư luận cũng là một minh chứng cho việc làm quen đối tượng xấu qua mạng. Theo đó, thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng có tên Võ Thành Long quen biết với chị HTMT, chú tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 5, Long cùng bạn tên Vũ Thành Huy thuê xe taxi đón chị T đi chơi ở thành phố Vũng Tàu. Sau khi tham quan Vũng Tàu, đến khoảng 0 giờ ngày 19 tháng 5, Long và chị T về một khách sạn ở phường 2 nghỉ ngơi. Tại đây khi phát hiện chị T có mang theo nhiều tài sản, trang sức có giá trị, Long nảy sinh ý định sát hại để cướp tài sản. Long khai đã tấn công nạn nhân tử vong. Sau đó, Long nhắn tin báo cho Huy biết sự việc để bàn bạc việc phi tang. Sáng 19 tháng 5, Long đi mua vali rồi cùng Huy đặt nạn nhân vào trong vali, dùng xe đạp điện trở lên khu đất trống ở núi nhỏ, thành phố Vũng Tàu phi tang. Sau đó, cả hai mang số tài sản lấy được của nạn nhân mang đi bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân riêng chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max của nạn nhân, đối tượng Huy giữ trong người cho đến khi bị bắt giữ. Ngày 25 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với võ Thành Long, 20 tuổi, chú xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và Vũ Thành Huy, 25 tuổi, chú xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án sát hại, phi tang cô gái trong vali đưa lên núi nhỏ thành phố Vũng Tàu phi tang bị can Võ Thành Long bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội giết người và cướp tài sản. Theo quy định tại Điều 123 và Điều 168 Bộ Luật Hình Sự, bị can Vũ Thành Huy bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo quy định tại Điều 389 và Điều 323 Bộ Luật Hình Sự, Trước đó, bị can Võ Thành Long, người trực tiếp ra tay sát hại cô gái, đã từng phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, được đưa ra xét xử vào tháng 12 năm 2022 và bị tuyên phạt 6 tháng tù giam. Khi ấy, Long cũng ra tay với một người quen qua mạng xã hội. Theo nội dung vụ án, do cần tiền tiêu xài nên Long có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 13 tháng 9 năm 2022, Long dùng tài khoản Facebook truy cập vào trang việc làm bà Địa thì thấy tài khoản tên Nguyễn Bá C đăng tin tìm việc làm nên đã nhắn tin và hứa giới thiệu việc làm cho C. Trong lúc ngồi nhậu, Long nói anh C cho mượn xe máy đi chở bạn, sau đó lấy xe máy bỏ đi, chặn hết liên lạc với C. Quá trình điều tra, Long còn khai nhận đã từng chiếm đoạt một xe máy của người khác và lấy cắp một số tài sản trong thời gian làm nhân viên tại một quán ăn. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bà Rịa truy tố Long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm này Long thiếu gần 3 tháng mới đủ 18 tuổi. Sau đó, Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa đã tuyên phạt Võ Thành Long 6 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù từ ngày 15 tháng 9 năm 2022. Theo xác minh lý lịch, mặc dù Long đăng ký thường trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, song không có nơi cư trú ổn định, trình độ văn hóa 8 trên 12. Cũng liên quan đến việc hẹn hò, quen biết qua mạng. Trước đó, vụ việc anh Nguyễn Việt U, 21 tuổi, ở Nghĩa Hưng, Nam Định qua đời và được một người dân tìm thấy ở cầu Nhật Tân khiến nhiều người chưa hết bàng hoàng. Cụ thể theo anh Nguyễn Huy Hùng, anh trai của nạn nhân kể lại, khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2023, anh gọi vào số điện thoại của U thì thấy đổ chuông và có một người lạ nghe máy. Họ nói có một người vớt được nạn nhân U chỗ cầu Nhật Tân. Anh Hùng cho biết sau khi được người lạ thông báo, gia đình lập tức đến đó để xác minh thì đúng là em trai anh qua trao đổi với người vớt được U thì họ có nói khi kiểm tra trên người U có cái sim được gói trong một tờ giấy bạc. Bên trong tờ giấy đó có ghi một số điện thoại. Người đó liên hệ thử cho số điện thoại ấy thì đầu dây bên kia là một người con trai nghe máy và nói Tôi ở dưới Hải Phòng, đây không phải người nhà của tôi. Người vớt nạn nhân tiếp tục gọi lại nhiều lần vào số điện thoại đó thì họ không nghe máy. Anh Hùng cho biết, gia đình cùng người vớt được nạn nhân đã đến công an phường Nhật Tân trình báo, làm khám nghiệm và lấy lời khai những người liên quan. Và sau đó gia đình đưa nạn nhân về quê mai táng. Có lẽ người biết tường tận về lịch trình ngày cuối cùng của U chính là anh Nguyễn Xuân Linh, người thuê trọ cùng phòng với nạn nhân. Anh Linh cho biết khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 12, U nói với anh Linh đi xe máy sang Gia Lâm chơi với bạn. Khi anh Linh hỏi là đi chơi với nam hay nữ, thì U nói đi chơi với bạn nam. Đến khoảng 21 giờ 24 phút cùng ngày, U nhắn tin cho anh Linh với nội dung Chuyển tiền anh ơi, không thấy anh Linh trả lời, thì khoảng 4 phút sau U gọi cho anh Linh qua Zalo, bảo anh chuyển tiền để U trả tiền cho shipper. Sau đó, anh Linh đã chuyển cho U số tiền 30 triệu đồng. Cũng theo chia sẻ của anh Linh, đến khoảng 23 giờ cùng ngày không thấy U về nên anh Linh đã điện thoại cho U, nhưng điện thoại không liên lạc được. Linh tính có chuyện chẳng lành, hôm sau anh Linh gọi rất nhiều cuộc nhưng điện thoại của nạn nhân đều không liên lạc được. Anh Linh kể lại Số hôm sau, anh mở máy tính ở phòng trò của U đang sử dụng và truy cập vào Facebook của U đã đăng nhập sẵn để tìm kiếm thông tin xem U có nhắn tin với ai và đi đâu không. Khi thấy U nhắn tin qua lại với một tài khoản Facebook tên là An Yêu. Trong đoạn hội thoại là cuộc trò chuyện tình tứ trai gái hẹn hò. Bạn An Yêu này có hẹn U, gửi kèm vị trí để U đi tới đó. Theo anh Linh, sau khi tìm hiểu qua nhiều nguồn tin trùng lập về cuộc hẹn hò qua mạng, có các tình huống nghi vấn đây là trò lừa đảo người bạn cùng phòng gọi điện ngay cho anh Hùng, anh trai của U để thông báo sự việc. Nhận được tin báo chiều ngày 17 tháng 12, anh Hùng cùng gia đình lập tức nhờ bạn của U dẫn đến theo địa chỉ định vị là một nhà nghỉ thuộc khu vực Yên Lãng, Yên Trung, Yên Phong Bắc Ninh. Gia đình nạn nhân đặt vấn đề xin check camera nhưng chủ nhà nghỉ không đồng ý. Sau đó mọi người đến trình báo công an huyện Yên Phong, đồng thời ngày hôm sau gia đình cũng trình báo công an phường Định Công quận Hoàng Mai, nơi nạn nhân tạm trú thì được hướng dẫn trực tiếp lên phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội. Anh Hùng cho biết thêm, kể từ hôm gia đình đăng tải thông tin kêu cứu cộng đồng mạng chia sẻ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em trai. Rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến, trao đổi họ cũng dính bẫy lừa các cuộc hẹn họ online, nhưng vì ngần ngại nên không muốn nói ra. Ngay lập tức, cơ quan công an đã tiến hành điều tra xác minh về việc tử vong bất thường của anh Nguyễn Việt U. Thời gian qua, xảy ra hàng loạt vụ việc đáng tiếc từ việc hẹn hò online, cho thấy nhiều người đã quá chủ quan và dễ dãi trong các mối quan hệ với người lạ. Để tự bảo vệ mình, mỗi người trong số chúng ta nên tỉnh táo và cảnh sát trên thế giới ảo. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.